Trời ơi, chuyện rất là lớn. Dẹp 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 đi. Giờ này dọn dẹp gì nó. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống cầm thử vô nha. Ghê lắm. Ngồi xuống, ngồi xuống. Trời. Ngồi xuống. Từ từ. Không, không, không. Đang, đang rất là từ từ. Calm down lại. Ok, calm down. Nói đi. Trời ơi, cái chuyện này ghê, ghê lắm luôn á. Nói là không được sắp, không được sắp, không sắp gì. Tôi không có sắp, tôi không sắp gì hết trơn. Tôi sẽ không có sắp gì hết trơn. Nói chung là mình phải bình tĩnh lại, mình đừng có nói gì hết trơn, nghe chưa? Mình nếu mà tình tỉnh lại, mình nuốt nước miếng vô, mình nói từ từ cũng ra câu chuyện hết, hiểu không? Bữa đó, về là đây tung tăng ở trên đồn vậy nè. Bây là tính mua nước miếng uống. vô tình. Bây là liếc sang trái, thấy, ôi, một người phụ nữ có cái đầu quen quen, cái đầu có cái nơi chập thái vậy nè. Không có người phụ nữ bình thường nào á mà dám đội nguyên một cái đầu nó ra đường đâu. Bây giờ mới suy nghĩ là tôi có. Mà cái điều bất ngờ biết ở đây là gì không? Sao? Bây giờ nuốt cái đầu vô, tính say hi cô thơ một cái. Ai mà dè. Sao? Cô thơ cầm lên một cái quyển sách. Biết sách gì không? Sách gì? Sao mình nói chuyện là mình phải hồ hởi lên. Sách gì vậy? Đúng rồi, đúng rồi, đúng ghê lắm luôn á. Chỗ cái đó là sách gì trẻ con, nuôi dạy trẻ con rồi tình yêu hôn nhân gia đình rồi này nọ, kiến thức mà cho con bú rồi nọ. Ghê lắm. Ủa thì sao? Dẫn đọc cái trí não của mình lên đi cô bạn. Nghe nó nghe nè, bây giờ mình vô trong siêu thị sách thì mình thích đọc sách gì thì mình đọc chứ liên quan gì tới Vũ có bầu. Bây giờ mình hỏi cô bạn thân nè. Ví dụ như là cô bạn thân đây đi. Okay. Cô bạn thân có bao giờ mà ở không? Là đi lựa mấy cái cuốn sách về tình yêu hôn nhân gia đình rồi chăm sóc con cái, chăm sóc sẻ sơ trên sức khỏe mẹ bầu không? Có bao giờ không? Được. Thì đó cái vấn đề là nằm ở tá đó. Không có người phụ nữ nào ở không mà đọc mấy cuốn sách đó. Cũng có lý ha. Chưa tính nha. Sao? Không có để ý hả? Bụng của cô Thơ vú vú á. Ủa bụng cô Thơ này có bụng luôn hả? Cô Thơ vú vú á, đi trên đường á, nó lủng lẳng gì nè. Ê, hèn gì mấy nay thấy mặc đồ rộng rộng. Thì ê, coi chừng nha, có cơ sở nha. Ê, nhưng mà mình đâu có biết người yêu của cô Thơ là ai đâu, còn không thấy mặt nữa mà vừa có bầu rồi. Thì bởi chạy, bây giờ mới thấy á, tội nghiệp Thơ quá chừng luôn. Kỳ này á, Thơ là single mom rồi. Ê, single mom phải không? Vậy tôi phải nói cho cô Sa biết. Hả? Tự nhiên nói cô ra biết, cô ra nhiều chuyện lắm, cô ra đi kể cho người khác nghe. Rồi làm sao bên là có cơ hội đi kể người khác nghe nữa. Nói nghe nè, mình dùng cái não mình suy nghĩ đi. Biết sao không, bây giờ cô Thơ là sắp làm gì? Single mom. Mà cô Sa đã là single mom rồi. Mình phải nói cho cô Sa biết, cô Sa nhiều khi cô Sa thấy có kinh nghiệm. Chỉ cho cô Thơ hiểu không? Đúng là cô bạn năng của tôi. Nhưng mà nghe đồn cô ta mới bay qua ngoài đảo Phú Quốc du lịch rồi. Bây giờ không thể gì nhiều chuyện mà hai đứa mình nó phải tốn mấy triệu đồng đi mua cái vé máy bay. Rồi cái đó bằng tiền lương của tôi đó, không chịu đó. Đâu. Bây giờ sao? À, có khách rồi. Khách gì? Bây giờ mình sẽ kể cho người phụ nữ thân cận và người phụ nữ mà cô ta tin yêu nhất. Còn cái người phụ nữ đó sẽ kể với cô ta sao? Mộng Trinh! Về nơi yêu thương đầu tiên là chạy nè, sau đó mình lại vô đọc sách. Ô kìa, ai đó quen suy nghĩ một cái, à thì ra là trái tim có bầu. Ghê chưa, xong chưa mỏi? Nãy giờ câu chuyện của hai bà có vẻ hơi bị khư cấu. Tức giận thiệt chứ. Nè, nói cho mà biết nha, Bella là hồi đó giờ là tin tù mọi thứ lắm luôn á. Bella là nổi tiếng là nhiều chuyện có cơ sở nha. Nếu mà câu chuyện như vậy, mình có nên nói cho cô Sa biết không nhỉ? Bậy bạ, câu chuyện chưa có căn cứ gì mà nói gì. Để nếu như mà là hai bà kể thiệt á, dù gì cũng tụi mình cũng nên nói chuyện với cô Thơ rõ ràng cái đó. Nói với cô Thơ dễ gì mà cô Thơ gì chịu. Đúng rồi, nhiều cái chuyện nó tới nhỉ. Biết gì chưa? Biết gì chưa? Đó, thấy không? Thấy mấy cái sách không? Đó. Đó, vợ chạy. Đó. Ồ. Bạn nói tôi mới để ý. Để Trinh lo. Cứ yên tâm. Thế đó. Gặp mấy đứa.
À, bóng chích, bóng chích. Dán. Yeah. Cho thơ một ly cà phê sữa đá. À, không, đừng. À, cô thơ à? Sao? Dù gì thì mình cũng nên bảo vệ cái sức khỏe mình xíu nha. Nó không với cà phê sữa đá nhé. Ủa sao vậy mộng chính? Tại Cái vì này là thói quen thường ngày của thơ mà. Bây giờ cô nên thay đổi đi. Cho dù mình không có nghĩ tới mình thì mình cũng phải nghĩ tới đứa con bụng mình đúng không? Nói tới tự nhiên thấy thương cô ghê luôn á. Làm mẹ đơn thân chắc là vất vả dữ lắm nhỉ. Thôi cô ráng lên nha. Có gì cứ tâm sự với tụi con nha. Mộng Trinh. Dạ. Con nói gì vậy Mộng Trinh? Thì không hiểu gì luôn á. Trời, không rõ ràng. Thôi, thôi giả bộ nghi ngơ. À, con mệt quá thôi. Tụi mình thân thiết nhau vậy rồi, thôi đừng nhớ tụi con nữa. Tụi con biết hết rồi. Chuyện thơ có bầu á. Cái gì? Thơ có bầu? Đúng rồi. À, cái này là thôi giấu mà thôi bị sốc thì tụi mình biết rồi. Ai nói thơ có bầu? Dạ, con Bèo với Nhi kể. Không, không, không. Mẹ nghe gì? Mèo biết được tiếng. Không hiểu mình mèo. Mèo, mèo biết tôi mới kể cho Nhi. Nhưng mà Nhi kia Nhi kể lại vẫn chính. Không biết thôi. Thôi biết sao biết không? Ông bố còn nhiều chuyện á. Con thấy thơ đang đứng ở trong tiệm sách đó, cái con liếng liếng con dòm, con thấy thôi đọc cái cuốn sách này nè, mấy cuốn sách gì à, tình yêu gia đình hôn nhân, rồi mấy cuốn sách dạy trẻ sơ sinh đồ này nọ các kiểu đó, là con đoán được liền, đoán được liền. Con nhỏ lắm, con suy luận chuẩn 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 nhỏ nhỏ. Tại sao lại nghĩ là thơ đọc mấy cuốn sách này là nói thơ có bầu vậy hả? Ủa hả? Thì có bầu mới đọc mấy cuốn sách này chứ. Chuẩn nữa lại chuẩn. Chuẩn. Trời, sao mà tào lao quá vậy? Mẹ thơ nói cho nghe nè. Tại vì thơ bị phong sa, thơ không không còn tâm trí để mà tuôn những dòng thơ ra để viết thơ được nữa. Thơ thơ biết tìm niềm vui ở đâu? Đó, thơ vào nhà sách à. Bằng thơ nghe nói là hãy sống như trẻ thơ à. Đó, rồi thơ tìm những cuốn sách về trẻ thơ để thơ đọc. Đó, ngoài tìm hiểu về trẻ thơ, rồi thơ rút được những kinh nghiệm để sau này khi mình có chồng, mình sinh con, mình đẻ cái rồi đó, mình biết cách chăm sóc trẻ thơ, hiểu không? Chứ nghĩ làm sao vậy hả? Nghĩ làm sao mà nói đâu con? Ủa, thơ tức là thơ đang hỏng có bầu hả? Không có. Không, thơ phải có. Không, bây giờ thơ không có, thơ cũng phải có cho con. Tại vì con ngoài cái cuốn sách này á, con còn thấy cái bụng thơ. Cái bụng thơ luôn luôn luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Cái này là tại vì phong sát đó. Rồi mình ở nhà mình buồn quá đó. Rồi mình ăn ăn nhiều quá, rồi cái bụng mình nó bự lên. Hiểu không? Trời ơi, là bà đó. Cũng bà không biết gì mà đi nói bậy nói bạ, nói cô hơi vậy rồi sao cô hơi có chồng được, kỳ cục quá đi á, ngộ đời mai mốt không có biết rõ ràng thôi đừng có nói cho người ta biết đi, thiệt tình nó gán nói kỳ cục quá đi, không tin gì mà không có đúng chính xác gì trơn, hôm mốt đừng nói gì, đừng yên luôn, đừng nói gì chưa. Đề đề con nói hay quá. Dạ con cũng là một trong những nguyên nhân mà đẩy cái chuyện này lan truyền đúng không? Tụi con rảnh quá làm gì, rảnh quá bớt bớt lại đi, cũng bắt chước thơ tìm những cuốn sách này đọc để sau này mình có kinh nghiệm, hiểu không hả? Chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái, hiểu không? Hiểu. Đồ không thôi, xin lỗi cô thơ đi, còn ngồi đó nữa thì dạ, xin lỗi. Xin lỗi cô thơ, nhưng mà mấy mốt cô thơ bị xong xác ở nhà thì cũng phải tập thể dục thể thao nhiều đi chứ, ai biểu ăn chi bụng bự rồi người ta tồn. Bụng bự lắm hả? Dạ bụng bự, nhưng mà thiệt là cô thơ không có hay. Thì là không có thai nó thôi. Ăn nhiều nó bụng nó. Để cái khăn che cái bụng đi nha, cái bụng nó bá là bự trời.